Hà, Ngọc Hân xin kính chào quý vị. Chương trình của chúng tôi được bắt đầu. Xin mời quý vị cùng chúng tôi chào đón các em nhạc sinh của lớp nhạc Liên Tông Music Academy. Please welcome the students of Liên Tông Music Academy. We would like to express our sincere appreciation for your presence today. We hope that you enjoy our program. Chơi rất là thành thạo những nhạc cụ tình tự quê hương của Việt Nam chúng ta. Để trước khi nhường sân khấu lại cho các nhạc sinh, tôi xin thay mặt cho toàn thể lớp nhạc xin cảm ơn sự hiện diện của quý vị. Quý vị đã bỏ giờ quý báu của quý vị đến đây để tham gia chương trình của các em, và nhất là các quý vị quan khách ở phương xa cũng đã lặn lội về đây tham dự chương trình của các em.